Công minh. Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép Thu Hải xin gửi tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các cô bác anh chị một lời cảm ơn, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.